Lưu ý trước khi xem, đây là phần spoil trước của truyện tranh nên sẽ không có hình ảnh. Mọi người cân nhắc trước khi xem nha. Tiếp tục tập truyện trước. Giang lão ra gia tử tự nhiên chú ý Diệp Thần. Mặc dù dưới một chiêu, Diệp Thần thắng mấy phần, nhưng là diễn cảm hắn không có chút nào kinh ngạc. Phần Thiên trưởng hắn từng thấy Diệp Thần xuất thủ qua, là một chiêu võ tốt. Thậm chí dõi mắt toàn bộ hoa hạ đều không tìm ra tồn tại như thế. Hắn rất rõ ràng Đừng nói Lâm Tuyệt Long sẽ thế yếu mấy phần, bất kỳ một người cổ võ giả hoa hạ nào cũng hoặc là người tu luyện cũng biết sợ hãi. Nhưng là ở đài võ đạo đánh một trận, chỉ một một trưởng lực có thể xa xa không đủ. Tiếp theo Lâm Tuyệt Long tất nhiên sẽ nghiêm túc, đến lúc đó Diệp Thần vẫn là một con đường chết. Trên đài võ đạo. Trong mắt Lâm Tuyệt Long hoảng sợ biến mất, thay vào đó là nụ cười giữ tợn, Diệp Thần, xem ra ta thật xem thường ngươi, vị đại nhân kia nói không sai, bí mật trên mình ngươi mới thật sự là giá trị ta thật là tò mò năm năm này ngươi rốt cuộc đi nơi nào, thực lực trên mình ngươi và võ rốt cuộc từ đâu tới. Núi Côn Lôn, cũng hoặc là Côn Lôn Hư, bí cảnh. Có người đi Côn Lôn Hư điều tra tên ngươi, nhưng là bất kỳ một người nào ở tông võ đạo cũng không có cửa tên chữ ngươi, nói thật, trên mình ngươi thật để cho người thật là tò mò đây. Diệp thần nghe được Côn Lôn Hư con ngươi rụt mấy phần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lâm gia và huyết minh lại vẫn đi Côn Lôn Hư đi tìm tin tức mình. Bây giờ trở về tới đây, Hắn ngược lại là phải cảm ơn những cái tông môn kia không thu mình, để cho tồn tại hắn không thấy dấu vết có thể tìm ra. Thấy Diệp Thần không trả lời dục vọng, Lâm Tuyệt Long hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi không nói, vậy ta chỉ có đem ngươi đánh tàn phế, sau đó từ trong miệng ngươi đào ra những bí mật kia. Sinh mạng ngươi đến đây chấm dứt, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Lâm Tuyệt Long trong mắt lộ ra sát cơ. Nếu như sớm biết Diệp Thần cũng như thực lực này, Lâm Tuyệt Long quả quyết sẽ không cho Diệp Thần cơ hội. Nghe được Lâm Tuyệt Long nói, con ngươi Diệp Thần nổ bắn ra ra sát cơ lạnh như băng, sợ rằng ngươi không có cơ hội. Hừ, nhận lấy cái chết. Năm ngón tay Lâm Tuyệt Long nắm chặt, lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, khi thế Lâm Tuyệt Long lại là thăng lên. Vị huyết minh kia sư phó hắn, dạy hắn nhiều nhất chính là kiếm kỹ. Năm năm này, Diệp Thần thu được cơ duyên gì, Lâm Tuyệt Long không quan tâm. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đầu đều là bọt hắn muốn hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần. Để cho hắn cảm giác được sợ hãi vô tận. Chết cho ta. Chính giữa tiếng giống giận, dưới chân lâm tuyệt long sinh gió, trực tiếp hướng Diệp Thần nhào tới. Kiếm ý ngang dọc, cực kỳ cường thế. Diệp Thần tự nhiên không sợ, tay cầm chảm long kiếm, là huyết chém tập kích đi. Đi đôi với một tiếng giống giận của Diệp Thần. Là huyết chém mang ánh sáng sáng chói vô cùng, như sao chổi vạch qua bầu trời mênh mông, cùng một kích lâm tuyệt long đụng vào nhau. Chính giữa thanh âm thanh thúy, hàn mang lóe lên. Đợt khí nổ tung, khí thế bừng bừng. Lực lượng quanh thân lâm tuyệt long quán trú tại trên linh kiếm trong tay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là bất luận như thế nào lại không gây thương tổn được cho Diệp Thần. Thương long huyễn thân quyết của Diệp Thần như quỷ mị vậy, căn bản tìm không thấy. Hành động như gió, người như mây trôi. Tránh âm ngoan kiếm ý cực kỳ, Diệp thần thế như thái sơn áp đỉnh. Diệp thần phá thiên kiếm ý kiếm thứ nhất thi triển ra, chỉ bất quá hắn thu rất nhiều lực lượng, nếu không chân khí đan điền tất nhiên biến mất. Phá vỡ. Ngay sau đó, ở ánh mắt Lâm Tuyệt Long không thể tin, quanh thân Diệp thần máu thịt bành trướng, bộc phát ra lực lượng trước đó chưa từng có. Từng đạo bóng kiếm toàn bộ đánh ra. Kiếm Lâm Tuyệt Long lại bay ra ngoài, đinh, cắm vào một góc đài võ đạo kiếm kỹ lâm tuyệt long mặc dù cường thế nhưng là diệp thần cường thế hơn đài võ đạo hạ bất trí bất giác tất cả mọi người đều đứng lên lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi mấu chốt theo trước mắt xem diệp thần không chỉ không có bị lâm tuyệt long một chiêu chém chết ngược lại đem lâm tuyệt long từng bước bước lui con mẹ hắn rốt cuộc tình huống gì kiếm ảnh đầy trời dần dần biến mất trên đài võ đạo hai người cũng chật vật mấy phần trên quần áo người bị từng đạo bóng kiếm xé tan vỡ đến mức tận cùng. Lâm Tuyệt Long sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng hắn tung lên sóng gió kinh hoàng, càng đánh càng kinh ngạc. Hắn không để ý tới cái gì. Năm ngón tay một chảo hướng về phía xó xỉnh, linh kiếm liền lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, trong mắt hắn thoáng qua một đạo kiên quyết. Mưa huyết kiếm kỹ, thức thứ ba, mưa rơi chín tầng trời. Một kiếm ra, trên đài võ đạo bắt đầu tràn ngập sát cơ nồng nặc. Tuyệt vọng, giết hại, thống khổ ở mỗi bên trong lòng người nảy sinh. Hán thanh kiếm kia trong tay, linh khí tràn ra, bắt đầu toát ra sáng ánh sáng rực rỡ. Kiếm quang ngang dọc. Một cổ thiên địa đại thế xuất hiện ở quanh thân Diệp Thần. Ngay tức thì Diệp Thần bị vô số kiếm mang bao vây. Tựa như chỉ cần Lâm Tuyệt Long muốn, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khí tức bàng bạc, trực tiếp vét sạch toàn bộ đài võ đạo, để cho sắc mặt tất cả mọi người cũng là đổi lớn. Giờ khác này, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chính là cầm thiên thần kiếm. Thay trời phạt tội, kiếm thế, Lâm Tuyệt Long này lại có thể ngưng tụ ra kiếm thế. Đây không phải là chỉ có vật trong truyền thuyết mới có sao. Thanh âm đài võ đạo hạ từng đạo kinh hô thành tiếng. Thấy một màn này, người võ đạo ở dưới đài cũng không bình tĩnh. Ánh mắt lão ra tử hà ra đều phải trừng ra ngoài, trong miệng lại là lẩm bẩm nói, Lâm Tuyệt Long này lại có thể mạnh đến bước này, khó trách xem ra sau trận chiến này lâm ra phải bỏ rơi bọn họ xa xa những thứ này gọi là gia tộc cao cấp nguyên lai like mới vừa rồi cũng không phải là toàn lực hắn giang kiếm phong bên cạnh giang lão gia tử cũng là trực tiếp đứng lên gương mặt không dao động lại xuất hiện một tia sợ hãi hắn so người khác rõ ràng một kiếm này phỏng đoán chỉ có hắn bước vào côn lôn hư không có tin tức tiểu tử mới có thể ngăn cản bất trí bất giác lâm tuyệt long đã coi như là xứng đáng người thứ nhất hoa hạ ngây thơ phải đổi Diệp thần cảm giác được không đúng, bổ ra mấy kiếm, nhưng phát hiện kiếm ý của mình đều bị vô tình ngăn trở. Ùng ùng. Một hồi vang lớn sau đó, Diệp thần lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có có chút trắng bệch. Còn bên kia, thời điểm linh khí tan hết, một đạo tiếng cười âm u từ trong miệng Lâm Tuyệt Long truyền ra, hắn lúc này, trên mặt như là nở một nụ cười. Thằng nhóc, kiếm thế đều bị ta ngăn cản, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp thần nhìn một cái kiếm thế cường đại kia, khẽ thở dài một tiếng. Hắn bản không muốn thi triển phá thiên kiếm ý một kiếm kia, dẫu sao nơi đây tích trữ đang uy hiếp không chỉ một người lâm tuyệt long, nhưng là giới mắt xem ra, không sử dụng không thể nào. Võ kỹ của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng là bàn về cảnh giới và lâm tuyệt long vẫn là chênh lệch mấy phần. Thực lực lâm tuyệt long chỉ ít trên ly hợp cảnh tầng 6. Mình mặc dù cũng có thể ngưng tụ kiếm thế, nhưng là theo lâm tuyệt long vẫn là có một chút chênh lệch, nếu như từ cảnh giới của mình có thể cùng Lâm Tuyệt Long, nhất định có thể nghiền ép. Tiểu Súc Sinh, 5 năm trước ta có thể giết cả nhà ngươi, hôm nay ta như thường có thể ở đài võ đạo ngược giết ngươi. Lâm Tuyệt Long một tiếng giống giận, kiếm thế dễ như bỡn hướng Diệp Thần vọt tới, toàn bộ cung thể thao cũng chấn động lên. Mọi người kinh hãi. Ngươi lấy là ngươi ăn chắc ta. Diệp Thần cười nhạo một tiếng, đột nhiên hỏi. Dứt lời, chảm long kiếm trong tay Diệp Thần hơi lay động, long ngâm trong cơ thể tựa như phá thể ra. Quanh thân hắn sinh ra một loại thiên đạo vô tận vô cùng, nhân đạo hèn mọn cảm giác như kiến. Đại võ đạo hạ, tất cả mọi người đều yên lặng ở dưới kiếm ý ngút trời lâm tuyệt long, khen ngợi vạn phần. Nhưng không ai chú ý Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần ở trong mắt bọn họ chẳng qua là một con kiến hôi kéo dài hơi tàn vậy. Diệp Thần này thật ra thì cũng coi là thiên tài một phương, đáng tiếc, chỉ tu luyện 5 năm, Lâm Tuyệt Long nhưng mà tu luyện mấy chục năm, lại có vô số tài nguyên đôi triệt thiên tài. Gặp phải thiên tài có thể ngưng tụ kiếm thế, Diệp Thần liền lộ vẻ quá nhỏ bé. Phỏng đoán tại chỗ có thể chống đỡ một kiếm này là chỉ có Bách Lý Hùng đi. Hừ, ai kêu hắn khùng ngông như vậy, dám khinh thường Lâm Tuyệt Long. Hắn chết chắc, tuyệt đối là chết không hết tội. Đài võ đạo hạ, dối rít nghị luận. Giang Bội Dung muốn xông lên, nhưng phát hiện một cổ uy áp vô hình chở trụ trước nàng bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi nàng và nhi tử mới chung nhau vài ngày như vậy nàng thật lòng không muốn diệp thần xảy ra chuyện hạ nhược tuyết và tôn di sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi máu cắn ra được liền không có cảm giác bách lý hùng cảm giác được không đúng muốn xông lên động thủ nhưng phát hiện một cái tay gầy đét đè bả vai hắn xuống ngươi là tướng quân hơn nữa không thể nhúng tay vào đài võ đạo con ngươi bách lý hùng thoáng qua một chút tức giận nặn chặt nắm đấm tay vẫn là buông lỏng Rõ ràng, còn nữa, biên giới Bắc Bộ có lực lượng thần bí tàn sát Hoa Kiều, đài võ đạo ngươi không cần coi lại, kết quả rất rõ ràng, mang thiết huyết doanh đi chấn áp, đây là ý thủ trưởng. Bách Lý Hùng con ngươi co rúc một cái, hắn cảm giác được không đúng, lúc này làm sao phải phái hắn đi chấn áp thế lực Bắc Bộ. Nhưng là văn kiện trên tay gầy đét của lão giả như là con dấu vị kia. mấu chốt ông già này là một trong người bảo vệ hoa hạ. Làm sao có thể lừa gạt hắn? còn không đi nhanh ngươi chậm một giây có thể sẽ chết trăm vị công dân hoa hạ bách lý hùng nhìn diệp thần trên đài võ đạo một cái khẽ cắn răng vẫn là hướng bên ngoài đi bách lý hùng hoàn toàn không biết sau khi hắn rời đi người bảo vệ hoa hạ khóe miệng là lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn trên đài võ đạo lâm tuyệt long mang kiếm ý mưa rơi chín tầng trời cường đại đánh xuống điên cuồng đến mức tận cùng mà diệp thần đang làm gì hắn cũng không có làm gì mặc cho kiếm ý đánh xuống. Mặc cho chết chiếm đoạt. Buông tha, ha ha, tiểu xúc sinh, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi đi. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa cho phụ thân mẫu thân ngươi cùng lên đường, như vậy ngươi ở dưới suối vàng cũng không cô đơn. Oanh 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 oanh. Năng lượng kịch liệt bùng nổ. Vị trí diệp thần đứng, chân khí sôi trào, không khí run rẩy, đài võ đạo trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Có thể thấy uy lực một kiếm này. Không chỉ như vậy, hai bên đài võ đạo cũng là sinh ra vết kiếm mạnh mẽ, tựa như động đất. Toàn bộ cung thể thao kịch liệt đung đưa. Người có chút tức yếu khạc ra một ngụm máu tươi. Một lúc lâu, năng lượng mới tản đi. Vị trí diệp thần đứng ban đầu, tất cả đều là cuồn cuộn khói mù. Một mảnh trắng xóa. Không có ai nhìn bên trong xảy ra chuyện gì. Diệp thần chết. Người đây không phải là nói nhảm, dưới kiếm ý lâm tuyệt long như vậy, hắn không chết mới là lạ đáng tiếc một bộ thân thể hoàn chỉnh cũng không có không thể nào trận chiến này liền kết thúc hắn yếu như thế không phải hắn yếu là lâm tuyệt long quá mạnh mẽ sau ngày hôm nay lâm tuyệt long chính là xứng đáng không thẹn người thứ nhất hoa hạ mọi người ở đây nghị luận lúc một chút ánh sáng đột nhiên tách thả ra tiếp theo kim mang đại thịnh một đạo tiếng long ngâm vang khắp toàn bộ cung thể thao ánh sáng nóng rực Ánh mắt mỗi người lóng lánh. Để cho tất cả mọi người cũng tạm thời mù. Đột nhiên, tầm mắt khôi phục, biểu tình của tất cả mọi người đều tựa như đọng lại. Bởi vì, trên cung thể thao thậm chí có một cái huyết long. Huyết long gầm thét, thêm mắt nhìn xuống con kiến hôi. Uy áp vô tận phóng thích, để cho lòng bọn họ rung động đến mức tận cùng. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ là dưới huyết long lại đứng một người thanh niên. Quần áo thiếu niên đen như mực mặt mũi vắng lặng hai tròng mắt híp lại bên trong sát ý sôi trào mà trên mình hắn lại che lấp một tầng tia máu nhàn nhạt, nhạt kinh người mức cao nhất máu này mang màu sắc và huyết long trên bầu trời giống nhau như đúc xa xa nhìn giống như mặt trời nắng gắt chói chan một cổ khí tức thật lớn dâng trào bàng bạc từ trên người hắn phát ra tất cả mọi người cũng sinh ra một loại sẽ đối hắn quỳ xuống đất dập đầu theo bản năng liền cảm thấy hắn chính là thiên thần hạ xuống nhân gian. Có uy nghi cao nhất. Diệp thần không có chết. Không chỉ không có chết, thời khắc này hắn giống như hậu thế trôi lơ lửng, trong tay nắm một chuôi kiếm lạnh lẽo. Hắn muốn làm gì? Ngay tại lúc đám người kinh ngạc và cực kỳ sợ hãi, huyết long trên bầu trời đột nhiên biến hóa, đáp xuống, trực tiếp hạ xuống trên chảm long kiếm. Khi thế diệp thần leo lên, huyết long và thân thể hắn, thậm chí là và kiếm hắn hòa làm một thể. Diệp Thần trên cao nhìn xuống Lâm Tuyệt Long, trong mắt hơi híp đột nhiên trợn to, quanh thân tia máu bùng nổ. Tiếng lạnh như băng giống như lôi âm cuồn cuộn rơi xuống. Lâm Tuyệt Long quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Thanh âm lạnh như băng và long khiếu xen lẫn nhau, làm cho cả tất cả mọi người cung thể thao chấn động. Lại là trực kích tâm trí Lâm Tuyệt Long. Thình linh đả kích, thật là giống như là búa nện, đem tim Lâm Tuyệt Long đều phải đánh chia năm sẻ bảy trong lòng hắn lại sinh ra một chút sợ hãi. Mâu chốt giờ khắc này, kiếm trong tay Diệp Thần giống như chân thần kiếm, run rẩy vạn vật. Kiếm hắn kịch liệt run rẩy, bất an, thống khổ. Không riêng gì kiếm hắn, vũ khí tất cả mọi người tại chỗ cũng kịch liệt lay động. Người phẩm cấp thấp kém, trực tiếp văng tung tóe thành mảnh vỡ. Kiếm đạo ý. Ngay kinh người. Thời điểm tất cả người không phản ứng kịp, kiếm Diệp Thần động. Phá thiên kiếm ý, thức thứ hai, chết tinh thần. Dứt lời, đất bằng phẳng sấm dậy, tất cả thiên địa thất sắc. Gió lớn phun trào, bụi bậm đầy trời. Khi thế diệp thần buông ra, chân khí toàn thân phun trào cường đại, chảm long kiếm trong tay răng khắp nơi, xốc xích phức tạp, giống như một mạng nhện vậy, tung khắp các nơi, lại chậm rãi hướng ra ngoài lan truyền. Chảm long kiếm ngất trời, thế như thí thần, vung tán toàn tại sát ý chỗ thân kiếm, hoàn toàn bùng nổ. Kiếm phong chưa tới, khí lạnh tới trước hiện ra hết sát khí giờ khắc này chảm long kiếm tựa như vô hạn kéo dài mang ra vô số đạo hư ảnh che trời giống như phải đem vùng đất hủy diệt vậy khi thế bừng bừng kiếm ý như tinh thần đập xuống rậm rạp chẳng chịt không chỗ ẩn trốn lâm tuyệt long muốn ngăn trở nhưng có phát hiện không tư cách kiếm hắn thế toàn bộ vỡ vụn không chịu nổi một kích không chỉ như vậy lâm tuyệt long lại là khạc ra một ngụm máu tươi uy áp ngôi sao lại để cho hắn trọng thương. Hắn không để ý tới hết thảy, xé quần áo trên người ra, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi trực tiếp vỗ vào trên ngực hình xăm cửa máu. Đây là võ kỹ huyết minh bảo vệ tính mạng, cháy tu vi, chỉ là tự vệ. Lâm Tuyệt Long cho rằng cả đời cũng không thể thi triển một chiêu này, lại không nghĩ rằng ở trước mặt tiểu tử 5 năm trước chỉ một cái có thể hủy, hắn lại không thể không sử dụng. Làm sao có thể, Đến đây là hết tập 232 rồi nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha.